đây mẹ. Rồi giỏi. Để lấy trái cây cho con nhá. Đây. Rồi bỏ đây trước. Đây. Đây. Con ăn nho trước nhá. Đây. Bếp mà. Rồi. Mẹ gọi trái cây cho hai đứa ăn nhá. Ăn cái gì trước? Cho cô Tít ăn ăn quả này trước nhá. Ăn quả thăng long trước nhá cô Tít nhá. Ăn quả thăng long trước nhá. Wow, ngon chưa này? Wow. Chua. Rồi. Đây, cô Tít đây. Đây cho cô Tít nhá. Nào, con ngồi con ăn nào. Con quýt nào. Ngon không? Quýt con gái nào. Con ngủ đó. Con ăn à? Măm măm. Cho cô Tít luôn à? Này con ăn à? Nào. Đó. Và dội cho cô Tít. À, cô Tít đây. Cô Tít ăn chuối nữa không? Con ăn chuối không? Để mẹ bóc cho. Để mẹ bóc. Nào, mẹ bóc nhá. Cô Tít thích ăn chuối à? Chuối nhá. Bóc ra luôn nhá. Ai nhá. Cho cô Tít à. Ăn đi. Cái gì mẹ cần nhỉ? Thích ăn chuối à. Ừ. 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 Ừ